tao nuôi mày ấy cả một đống tiền rồi đấy. Giờ mày còn định bắt tao hầu hạ cả hai cái người đã chết rồi ấy à? Lấy đâu ra cái người đi rửa bát thuê mang tiền về cho cô? Lấy đâu ra người ô xin phục dịch cô với con trai cô chứ? Hôm nay chị ăn gan hùm mà dám cãi mẹ con tôi như thế hả? Mày cút đi, cút ngay ra khỏi nhà tao. Con cho em nó quản lý một chi nhánh nhỏ của tập đoàn mình nhá. Các người có thể coi tôi là người nhà hay chỉ coi tôi là cái cây rút tiền thôi? Cả cuộc đời này mày sống không yên ổn đâu. Công ty bị phá sản rồi. Tất cả những chuyện này đều là nghiệp của bà phải gánh đấy. Con chào cô ạ. Mày đi đâu về đấy? Ta đã bảo mày ở nhà lo mà giặt giũ quần áo cho con trai tao đi. Mà mày đi đâu đến bây giờ mới vác cái mặt về đấy hả? Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ cháu. Cô không biết ạ. Cháu đi thăm mộ mẹ. Bà bị thần kinh à? Chết là hết. Nhớ ngày giỗ là tốt lắm rồi, còn nhớ cả ngày sinh nhật. Em thôi ngay kiểu nói chuyện với bố mẹ chị như thế đi. Bao nhiêu năm nay ấy, có ngày giỗ nào của bố mẹ chị mà em với mẹ em nhớ đến không? Này, tao nuôi mày ấy cả một đống tiền rồi đấy. Giờ mày còn định bắt tao hầu hạ cả hai cái người đã chết rồi à? Nhưng mà cái số tiền đấy đâu phải của cô đâu. Đấy là số tiền và tài sản cả cái ngôi nhà nữa. Đều là của bố mẹ cháu tích cóp để lại mà. Thế tao cứ ném tiền ra là mày tự lớn à? Tao không mất công nuôi mày à? Thử hỏi nhá, tao đã bỏ đói mày ngày nào chưa? Đúng là cái loại vô ơn bạc nghĩa mà. Cô chưa từng bỏ đói cho bữa nào cả. Nhưng mà cô cho cháu ăn cơm thừa canh cả. Cô nuôi cháu khác thì con chó nhà đâu. Này, bà đừng bố láo mẹ tao như thế nhá. Này, tao như thế là tao tốt lắm với mày rồi đấy. Chứ không á, mày đã chết đầu đường xó chợ từ ngày xưa rồi. Không còn đứng đây mà cãi lại tao nữa đâu, nghe chưa? Cô nói như vậy, không cảm thấy xấu hổ với vong linh của bố mẹ cháu hả cô? Tao chả việc gì phải xấu hổ, hổ thẹn với ai cả. Chỉ có cái loại mày ấy, đi đến đâu ấy cũng gây tai họa cho mọi người thôi. Biết thế trước đây tao tống cổ mà ra ngoài đường, không có nuôi nấng gì cả. Nếu mà cô ném cháu ra ngoài đường ấy, thì lấy đâu ra cái khối tài sản trên trời lên xuống? Lấy đâu ra cái người đi rửa bát thuê mang tiền về cho cô? Lấy đâu ra người ô xin phục dịch cô với con trai cô chứ? Cô làm như vậy cũng sợ trời phạt à? Hôm nay chị ăn gan hùm mà dám cãi mẹ con tôi như thế hả? Mày cút đi, cút ngay ra khỏi nhà tao. Bà cút ngay đi, có giỏi thì ra ngoài kia mà kiếm sống đi. Mẹ tôi nuôi bái cô bao nhiêu thời gian mà cô không biết điều à? Mày cút đi. Từ nay mẹ con tao á, coi mày như là người dưng nước lã. Tao sẽ chống mắt lên xem mày đi được mấy hôm, hay là đi được mấy ngày không chịu được khổ lại lết về đây mà quỳ gối mà xin tao nhá. Con mi trẻ cháu. Hôm nay có gì mới không? À, dạ hôm nay lịch làm việc của chủ tịch khá là dày đặc. 14 giờ thì chị sẽ có cuộc gặp với lại khách VIP. Và buổi tối thì chị sẽ có hẹn với lại chủ tịch của công ty Helen. Có lẽ là tôi phải phổ biến lại quy định làm việc công ty này nhỉ? Làm sao cô lại để người ta như thế này chứ? Đợi cái gì? Sao cô cứ bắt mẹ con tôi là đợi là làm sao? Cô có biết mẹ con tôi là người nhà của chủ tịch tập đoàn nhà cô không? Cô có tin tôi nói một câu ấy là cô bị đuổi việc ngay lập tức không? Thôi được rồi, em ra ngoài đi. Hai người ngồi đi. Ôi giời, công ty của cháu gái tôi to quá nhỉ. Mà chị ơi sao nóng thế? Giả cái đội điều hòa xuống đi. Hai người đi có chuyện gì? Tôi bận lắm, không có thời gian tiếp khách không hẹn trước đâu. Thì là em ấy xin tiền chị. Chị là làm chủ tịch nhiều tiền lắm đúng không? Từ lúc tôi thành lập cái tập đoàn này ấy, hai người có quan tâm tôi làm ăn như thế nào đâu. Mà nghĩ là tôi có nhiều tiền à? Cái thằng này cứ lanh cha lanh chanh. Chuyện là thế này Hương này, chả là
Minh Anh em con ấy, bây giờ nó cũng đã lớn rồi, cũng đến lúc phải tìm cho nó một cô vợ tử tế. Mà con biết đấy, em nó cũng to khỏe đẹp trai đấy chứ. Mà bây giờ lại đang quen một cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn lắm con ạ. Bà nói vào chủ đề chính đi. Ngày mai ấy, nhà bạn gái em mời gia đình mình sang đó gặp mặt hai gia đình. Em biết chị là bận trong công việc nên là cũng không dám bảo chị ạ. Nhưng mà cho em xin tiền, thế là mượn ô tô của chị nhá. Dù gì thì cũng là gặp mặt lần đầu mà. Nhà mình giàu thì họ cũng nể hơn ạ. Đơn giản vậy thôi ạ. Kiểu gì, nó sẽ đi. Mà thế này Hương này, em Minh Anh ấy thì cũng tốt nghiệp đại học tử tế chứ có phải vớ vẩn gì đâu, mà đến bây giờ vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định gì cả. Hơn nữa gia đình người ta cũng biết nó là em một chị chủ tịch tập đoàn lớn như thế mà không có công ăn việc làm gì mà để đi làm thuê cho người khác thì người ta cười cho gia đình nhà mình ý chứ con. Hay là con cho em nó quản lý một chi nhánh nhỏ của tập đoàn mình nhá. Bà nghĩ hay nhỉ. Đơn giản vậy á? Quản lý một chi nhánh nó không đơn giản như là tôi có thể cho em nó 30-40 triệu đâu. Sao chị khinh thường em thế? Chưa chị biết em không làm được à? Này, mà ấy, mày đừng có nghĩ là mày làm cao làm to rồi mày có tiền có của mày coi thường mẹ con nhà tao, mày muốn nói như thế nào mà được đâu nhá. Coi thường á? Mẹ con các người có gia đình khác tôn trọng được đâu. Bà quên ấy thì tôi nhắc cho bà nhớ nhá. 10 năm trước bà ném tôi ra ngoài đường như thế nào, nói là cắt đứt quan hệ cơ mà. Tôi vạ vật khổ sở nhà bà biết chứ. Bà đâu có biết đâu. Thế là bây giờ vừa lập được cái tập đoàn, bà đến đây xin này xin nọ. Thôi con ạ, dù sao cũng là người nhà mà, đi đâu mà thiệt con. Người nhà? Các người có bao giờ coi tôi là người nhà không? Hay chỉ coi tôi là cái cây rút tiền thôi? Nếu không phải ấy, nghĩ bà là em của bố tôi ấy, thì còn lâu tôi mới cho bà tiền. Một cắc cũng không, thà ném cho chó còn hơn. Mày, thôi được rồi, tao cũng sẽ cắt đứt quan hệ với mày. Chỉ cần mày cho mẹ con tao thừa hưởng một cái chi nhánh nhỏ của tập đoàn này thôi, tao cũng sẽ không làm phiền gì mày nữa đâu. Chỉ một chi nhánh nhỏ thôi mà chị tiếc à? Uổng công mẹ tôi nuôi một đứa mồ côi như chị đấy. Nếu hôm nay ý, mày mà không cho mẹ con tao ấy thì á, cả cuộc đời này mày sẽ sống không yên ổn đâu. Tao sẽ rêu rao khắp tập đoàn lớn như thế này rằng ấy là có một đứa cháu gái vô ơn bạc nghĩa, vô ơn với cả cô ruột nó đã nuôi nó từ bé tí cho đến bây giờ. Mà tao nói là tao sẽ làm được chứ không phải là tao dọa đâu, nghe rõ chưa? Được thôi, bà muốn một chi nhánh gì tôi sẽ giao cho bà, nhưng mà chi nhánh đó ấy sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc với tập đoàn tôi luôn. Hai người tự quản lý nó đi. Bà một điều nữa, bà phải viết giấy ghi rõ chúng ta không còn quan hệ gì nữa, coi như đây là cái giá đắt tôi trả để cắt đứt liên lạc với bà đi. Thôi được rồi, biết điều thế là tốt. Sau này mẹ con tôi sẽ cắt đứt không còn quan hệ gì với cô nữa đâu. Mà chị cẩn thận đấy, sau này gặp nhau trên thương trường ấy cũng không nể nang gì nữa đâu. Để tôi mẹ đi. Sao lại là bà? Bà làm gì ở đây đấy? Sao bây giờ giao nung nỗi như này? Hương ơi, cô khổ quá. Cái thằng Minh Anh nhà cô, nó chả chịu làm ăn gì, suốt ngày chỉ có đàn đúng chơi bời thôi.
công ty bị phá sản rồi. Còn mỗi cái nhà thì nó cũng bán nốt, nó đuổi cô đi ra ngoài đường. Rồi nó đi theo cái bọn đầu trâu mặt ngựa. Bây giờ cô không còn chỗ nào để đi nữa con ạ. Tôi tưởng là từ trước đến nay ấy, bà luôn tự hào rằng con trai tài giỏi ngoan ngoãn của mình cơ mà. Cô cũng không hiểu sao nó học ai cái thói vô ơn bất hiếu như thế. Nó học bà chứ ai nữa. Tất cả những chuyện này ấy, đều do bà mà ra mà. Hương ơi, cô cháu mình dù sao vẫn là máu mủ ruột già, làm sao mà bỏ được nhau ở con. Con cho cô về ở với con đi, để có chỗ nương tựa tuổi già, cho đỡ phải đi ăn xin mất luồng như thế này. Bà quên rồi à? Hơn 10 năm trước, chính miệng bà nói cắt đứt quan hệ với tôi cơ mà. Nếu bà có chút liêm sỉ ý, thì bà sẽ không van xin đứa cháu mà bà đã từng coi như là không bằng một con chó đâu. Những gì tôi có thể làm là bố thí cho bà coi như là làm phúc thôi. Tất cả những chuyện này đều là nghiệp của bà phải gánh đấy. Hương ơi, Hương ơi,